Đến sáng ngày 5 tháng 5, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể anh Lê Xuân Sơn, 39 tuổi, ngụ ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 4 tháng 5, sau khi nhậu xong, Nguyễn Minh Hải, 34 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk đến quán karaoke ở thị trấn Buôn Trấp. Do có quen biết từ trước nên khi thấy anh Sơn hát ở phòng bên cạnh, Hải đã cầm bia sang chào. Lúc Hải vừa vào thì anh Sơn ra ngoài để gọi nhân viên phục vụ vào rót bia. Tuy nhiên, khi hai cô gái đến thì bị một người trong phòng đuổi ra ngoài. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, khi hai nhóm ra tính tiền ở quầy thu ngân, anh Sơn và Hải đã xảy ra xô xát. Vì anh Sơn cho rằng Hải là người đã đuổi hai cô gái, được mọi người can ngăn nên Hải bỏ về. Tuy nhiên, trên đường về, Hải vào nhà của người quen, lấy hai con dao bầu rồi quay lại tìm anh Sơn. Khi thấy anh Sơn, Hải cầm dao đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hải đã đến công an huyện đầu thú. Được biết, Hải và anh Sơn đều là cán bộ hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk.